Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lisa Leanh diện áo dài chụp ảnh Tết nay đã ra dáng người lớn. Tết đến xuân về, cặp song sinh Lisa Leanh được bố mẹ chuẩn bị áo dài Tết màu sắc đồng điệu, xuất xính chụp ảnh khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi xem hình. Mới đây, Hà Hồ thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ hình ảnh cặp song sinh Lisa Leanh mặc áo dài chụp ảnh Tết. Cụ thể, trong ảnh hai con của nữ hoàng giải trí mặc áo dài sắc xanh đồng điệu, đứng trước ống kính, hai nhóc tỳ cười tươi như hoa cho thấy sự hào hứng không nhỏ. Lisa Leanh xuống xính áo dài Tết, gương mặt rạng rỡ của hai nhóc tỳ cho thấy không khí mùa xuân ngập tràn. Tết Nguyên Đán năm nay là cái Tết thứ ba nhà Hà Hồ Kim Lý có hai cục kim cương. Và cứ vào dịp này, hai bé lại diện áo dài chụp ảnh kỷ niệm trông vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên so với mọi năm, cặp song sinh nay đã lớn nên trông ra dáng hơn hẳn. Bình luận bên dưới loạt ảnh Hà Hồ chia sẻ, người hâm mộ khen, cưng quá hai cục vàng của mẹ Hà, năm nay ra dáng người lớn, chụp ảnh mặc áo dài trông khác biệt hẳn mọi năm. Lisa càng lớn càng xinh, nét nào ra nét đấy. Loạt ảnh mặc áo dài của Lisa Leanh được người hâm mộ khen ngợi. Biểu cảm hớn hở của cậu ú chiếm trọn spotlight. Chia sẻ về buổi chụp ảnh Tết cùng các con, Hà Hồ than thở. Có mẹ nào đi chụp hình cho con xong, nhìn lại mình người không ra người, ngợm không ra ngợm không, muốn xỉu. Ngay qua chia sẻ của nữ hoàng giải trí, người hâm mộ cũng có thể tưởng tượng được khung cảnh cặp song sinh Lisa Leanh tinh nghịch, lắm trò. Nhìn Leanh là thấy Tết, nhưng tình khó lòng cưỡng lại nét đáng yêu này. Nhìn lại hình ảnh năm ngoái dễ dàng thấy được hai nhóc tỳ nay đã lớn bổng. Cứ mỗi độ Tết về, Hà Hồ lại thực hiện bộ ảnh áo dài cho các con. Hiện gia đình Hà Hồ cũng như bao tổ ấm khác đều tất bật chuẩn bị đón Tết. Song dẫu bận rộn đến mấy, bà xã Kim Lý vẫn không quên thực hiện bộ ảnh kỷ niệm cho các con. Bên cạnh đó, nữ hoàng giải trí còn chu đáo chuẩn bị những set đồ đồng điệu để chụp ảnh đôi cùng ái nữ. Hà Hồ hào hứng chia sẻ hình ảnh trang phục mặc đôi cùng con gái dịp Tết. Nữ hoàng giải trí có sở thích chụp ảnh đôi cùng con gái. Có thể thấy từ khi cặp song sinh Lisa Leanh chào đời, cuộc sống của Hà Hồ trở nên vô cùng bận rộn nhưng cũng ngập tràn niềm vui. Chia sẻ cảm xúc của mình, cô từng cho hay. Càng vui mừng khi được cùng lúc cả nếp cả tẻ, Hà càng lo không biết rồi đây sẽ chăm sóc và giáo dục các con như thế nào. Những gì mình có trong tay mới là kinh nghiệm với một bé từ 10 năm trước. Nhưng chăm hai bé sinh đôi lại là câu chuyện khác. Hai đứa trẻ ra đời cùng lúc nhưng tính cách và thể chất rất khác nhau. Tâm trí không bao giờ thảnh thơi được vì luôn trăn trở. Liệu mình có lỡ làm sai điều gì, có thiếu sót gì mà khiến các con thiệt thòi hay không? Là mẹ của ba nhóc tỳ, Hà Hồ không khỏi trăn trở về việc làm sao nuôi dạy chăm sóc các con tốt nhất. Nữ ca sĩ hạnh phúc khi thấy các con ngày một khôn lớn. Càng theo dõi cuộc sống của gia đình Hà Hồ, người hâm mộ lại càng cảm thấy yêu mến, nhất là cặp song sinh Lisa Leanh. Hai bé nhận được sự quan tâm không nhỏ từ phía người hâm mộ của bố mẹ. Còn bạn, bạn thấy sao về tổ ấm nhỏ nhà Hà Hồ cũng như bộ ảnh Tết mới đây của cặp song sinh? Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.